Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình là Tino đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giao muốn gửi đến anh em, hôm nay mình sẽ gửi đến một bài về Massander, là một bài giữa kết hợp giữa Lucario, Melmetal, và Jason V, Yamagata V. Và nếu anh em của chúng ta bảo ngày hôm nay, bảo chúng ta sẽ sử dụng 9 lá Pokemon 38 machine, còn lại là 13 lá năng lượng nha. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng một em Galarian Stunfisk. Em này có BT là nếu con này bị vùng active mà bị đánh thì sẽ bỏ một năng lượng từ Pokemon của đối thủ. Đấy, rồi còn đánh em này thì là 30 sát thương cộng với tung độc xu cho đến khi nó úp nha. Và mỗi mặt ngửa thì gây 30 sát thương. Đấy. Ví dụ nó cứ ngửa là nó cứ ví dụ nó ngửa thì nó sẽ tung tiếp. Và nó sẽ tung tới khi nào nó up thì thôi. Đấy, và ví dụ được 10 lần nữa thì được 300 sát thương, 330. Nên đó thì không thể rồi. Tiếp theo là một em, hai em Lucario and Melmetal. Em này có vũ vị đầu tiên là 5 sát thương, 2 năng lượng bất kỳ. Và sau khi đánh thì tìm nó vài năng lượng hệ thép và đến vào con em này. Đoạn đánh thứ hai thì 2 năng lượng thép và 2 năng lượng bất kỳ thì gây 550 sát thương. Còn giết của em này ấy là Pokemon mà hệ thép ấy là sẽ được giảm 30 sát thương nha. Nếu một năng lượng bất kỳ, còn chúng ta có thêm một năng lượng hệ thép nữa, tức là một năng lượng thép và một năng lượng bất kỳ thì nó sẽ bỏ tất cả năng lượng Pokemon active của đối thủ nha. Đấy, một chiêu để bỏ năng lượng Pokemon active đối thủ cũng rất là hay. Tiếp theo là bốn em Jason V xài rất là nhiều. Em này có BT là mỗi lượt bạn có thể nhìn trích đến 3 lá và đến năng lượng vào em này, và những lá nó còn lại thì thêm lấy thêm tay nha. Ví dụ không có năng lượng thì mình được lấy bóc 3 lá free. Đấy, nhưng mà chỉ đến năng lượng basic nha, năng lượng đặc biệt không đến được đâu. Rồi đánh này thì gây 230 sát thương, ba gần 3 năng lượng thép và không được tấn công năng lượng tiếp theo. Chúng ta có thể switch để vô hiệu hóa cái hiệu ứng đó. Thế là chúng ta sử dụng hai em Yamagata V. Em này có ability là không nhận đam bởi Pokemon VMAX nha. Còn đồ đánh là 130 sát thương và bỏ một năng lượng bất kỳ, bỏ một năng lượng đặc biệt của đối thủ. Theo sử dụng hai Lilia Pokemon thì em này có item, nhưng mà chúng ta đặt được là như một Pokemon luôn, sẽ có là 30 máu. Và nếu Pokemon này ở active ấy, bạn có thể bỏ tất cả những thứ đến từ Pokemon này và con này sẽ được chui vào dưới cùng với bộ bài nha. Và khi em này bị knockout thì đối thủ không thể nhận prize đấy, và em nó không retreat được nha. Muốn retreat thì phải chui vào bộ bài thôi. Đó là bốn Metal Sorcerer để đến một năng lượng hệ thép từ dưới mộ và một Pokemon thép ở bên. Bộ Quick Ball chúng ta tìm những năng lượng tìm những Pokemon basic thêm bên tay. Hai reset stem để chúng ta xài tất cả bài đối thủ và bốc số đã tương ứng với prime của đối thủ đang có nha. Bố switch chúng ta switch mon active xuống như ban. Hai tắc con chúng ta lấy những lá tắc team. Một tool strapper chúng ta bỏ những cái tool của đối thủ đi. Một cái tích swell chúng ta đặt cái sân này lên, và khi đối thủ đặt sân khác ấy thì đối thủ mất sân đó luôn. Ba border chúng ta bắt những Pokemon ban đối thủ lên active. Một Cynthia and Kathleen thì khả năng có này là lấy một số butter thì giấy mộ thêm bên tay, và nếu như bạn bỏ một lá thì các bạn được bốc thêm 3 lá. Một Malolana thì khả năng có này là skip một active xuống dưới bên, và nếu bạn bỏ thêm 2 lá thì bạn được hồi 120 máu và Pokemon với switch xuống bên nha. Bộ mani chúng ta sẽ tất cả bên tay bốc 5 lá, đối thủ bốc 4 lá, và những cái lá chúng ta mới xài thì được sạc đặt dưới cùng với bộ bài. Bộ phần Professor Research chúng ta bỏ tất cả tay bốc 7 lá. Chúng ta sẽ dùng bộ kính bảo hộ này. Kính bảo hộ này thì có khả năng là Pokemon hệ thép đến vào sẽ giảm 30 sát thương nha, và không bị boost đam bởi ability của đối thủ nha. Pokemon mà có ability boost đam thì sẽ bị cái kính bảo hộ này vô hiệu hóa. Tiếp theo là ba Coding Energy thì khả năng của nó này là Pokemon hệ thép mà có đến cái này vào sẽ không bị quyết định nha. Còn lại là 10 lá năng lượng hệ thép thôi. Ok, chúng ta cùng vào vết sách tìm kiếm đối thủ nào. Bộ bài này thì vừa rồi đạt được thứ hạng rất là cao, được hạng một cái giải gì đó. Mình thấy là bộ bài này đạt hiệu quả rất là cao trong những cái giải, vì vậy mà hôm nay mình sẽ thử làm bài này để xem nó như thế nào nha. Dù rằng mình không
hay đánh format standard cho lắm. Ok, mình thua. Mình thích đi trước hơn. Một bài này thì đi trước là hợp lý hơn. Nhưng mà mình đi sau rồi. Không có permanent basic, đơn giản thôi vì bài chỉ có 9 lá. Khá là ít. 2 2. Không, 4 2 2 và 1 chứ. Chỉ có Jason. Mèo à? Mèo nước à? Tamiya. Tính ra lâu rồi cũng không gặp mèo mèo nước nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp và xem sức mạnh của mèo nước sẽ thế nào. Ở đối thủ lấy hai lá tiến hóa thêm bên tay rồi, không biết đối thủ bỏ bằng cách nào đây. Thì được kết thúc lượt rồi. 2, 4, 6, 7. Tắt con đi. Mình bỏ cái lá năng lượng đi. Để xem bốc được năng lượng không. Có năng lượng thì mình được. Có năng lượng luôn. Ok, mình giết luôn. Và bỏ năng lượng của đối thủ đi luôn. Đây. Giết luôn. Đối thủ mất năng lượng và tất cả các băng thẻ thép chúng ta sẽ nhận giảm 30 sát thương nha. Và thêm cái tool nữa thì được giảm 60 sát thương. Chưa kể nha, em này có resistance là 20 hệ thép nữa, hệ tâm linh nữa. Vì vậy mà mình thấy mặc định được giảm 80 sát thương, rất là khủng luôn. Đây, không. Không phải có đam. Bỏ năng lượng đi, lấy một năng lượng nữa. Để làm móng vào bài đi, chứ không có cái gì để giúp mình draw cả. Và chúng ta thì không sử dụng DNA hay là robot. Vậy mà bốc bài chỉ phụ thuộc vào supporter thôi. Nhưng mà cái con này thì là con rất là hay nha. Nó đánh xuyên qua tất cả hiệu ứng của mình đấy. Rất là thốn. Tính ra đánh đã đánh hai lần thì đau quá. Khó chịu thế nhờ. Mình chưa thấy đối thủ có Blastoise GX. Vì vậy mà ai không biết bây giờ đánh thế nào ta. Mình đang thiếu một lá. Bỏ bot đi. Có năng lượng, có mani, rất là hay. Mình mới chỉ mất một switch thôi. Đối thủ sẽ làm gì trong cái lượt này? Đối thủ có boss hay không? Có boss thì vẫn chỉ knock out được mình. Dana rồi. Đối thủ
Bảo thủ British vì vậy mà không làm gì trong mấy cái lượt vừa rồi. Bảo thủ đã có một Lotto ở dưới mộ rồi. Đi gì rót. Tức ra con Greninja giết đấy, đánh thốn thế nhờ. Mình giảm tầng 8 sát thương mà cái đoạn đó thì không bị nó bỏ tất cả hiệu ứng luôn. Vậy mà cái tool với là resistance cộng thêm cái đòn GX giảm sát thương của mình vô hiệu luôn. Khá là bực mình. Nhưng tính là chỉ có đòn đấy xuyên được thôi, chứ những có đòn khác thì chúng ta vẫn được giảm bình thường nha. Để xem tôi có làm gì trong lượt ở đây. À, mình có money, hy vọng lượt sau mình bốc được cái switch là mình drop out được con Meltry này. Hay 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 cái gì vậy bạn? Chơi vậy chơi à? Money đi, hy vọng mình có lá switch. Switch, 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 hay quá. Đấy, bóp ra rất đơn giản luôn. Một em Meltry thứ hai xuất hiện. Đối thủ mất hai front moss rồi. Nhưng mà mình thấy đối thủ có sử dụng rod. Đúng rồi, đúng rồi. Đối thủ lại tiếp tục đen nè. Có front moss hay không? Chắc tỷ lệ cũng có cũng rất là cao. Đấy. Nhưng mà đối thủ đánh vào mình thì phải tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm sáu mươi với 220 là 208. 208 vậy là cần 5 năng lượng luôn. 5 6 30. Ủa đến năng lượng. Gì vậy? Vậy đi. Cứ tiếp xúc vào, ok. Sẽ chặn cái sân của đối thủ đi. Đối thủ sử dụng sân từ đầu trận tới giờ rồi. Rất là khó chịu. Thủ đặt Meltry lên. Không, vẫn được. Tính ra thì đối thủ đánh năng lượng vào. Đúng rồi, đánh nó vào active. Và Frostmoss sẽ đánh năng lượng vào ban. Vẫn thử sử dụng được khả năng của Blastoise. Ôi, cái thử bốc 65 mới thì rất là áp lực nha. Mất bot, mất keo tích swell. Ồ, thử cũng xài cái sân giống mình. Thử xài lần hai sân luôn. Không biết thử đến bao nhiêu năng lượng đây. 5 năng lượng là đủ. Bỏ luôn mail để lấy năng lượng. À, có vẻ sẽ đủ rồi, có vẻ sẽ đủ. Năm năng lượng là đủ. Có thử hết năng lượng và cũng full ban luôn. Reset đi chứ không money thì đối thủ lại có năng lượng lại nhưng không.
4 năng lượng thép ở dưới mộ rồi. Có boss rồi. Tôi hết năng lượng rồi, làm sao mà đánh vào được Mèo để đánh đây. Chắc sẽ sử dụng mũi của Stamia. Promos thứ hai. Cái vấn đề hiện tại của mình là làm sao để retreat được Epstein Fit thôi. Đấy, đối thủ đánh xong nó thường là bị mất một năng lượng. Mình chỉ cần ro bài và kiếm switch thôi là đủ rồi. Switch xong boss là ok. Em này tăng cũng khá là ok ấy chứ. Nếu đánh vào là bị mất một năng lượng. Nhưng mà nếu sử dụng cái mũ stealth thì hết ấy, thì hồi nãy mình bị bắt. Ai da. Có switch rồi, có switch rồi. Sẵn sàng cho đối thủ 3 prime luôn. Xong mình chỉ cần lên và knock out đối thủ thôi. Nhưng mà phải có bot nha. Đối thủ money là mình mất bot là... Ồ, đối thủ không money. Đối thủ reset. Mình đã xài một reset stamp rồi. Nhà balloon. Đối thủ có reset stamp thì rất là áp lực đối với mình nha. Hy vọng nó thủ không có resist time. Ok, mình đó là mình win rồi. Trận đấu cũng rất là áp lực đó chứ. Bây giờ mình sẽ việc bot Dana lên và win thôi. Hương nghĩ sao mà bài mà đánh tay nhiều vậy mà không có boss được. Ok, và trận đấu đầu tiên nói chung là hơi áp lực tí thôi chứ chúng ta vẫn win. Ok, chúng ta cùng đến trận đấu tiếp theo nè. Thực ra thì Mèo có cái chiêu của Green Ninja ấy, vì vậy mà nó đánh rất là thốn, xuyên qua hết luôn, chứ không những cái đất khác thì đánh xì đà lắm. Đánh giống kiểu gãi ngứa mình luôn. Giờ có đối thủ nhỉ. Win. Ôi, lại thua nữa rồi. Mình được đi trước. Cũng hay. Không biết đất là thủ đất gì đây. À.
Kèo này thì mình không sử dụng Yamagata đâu, vì mình nghĩ tập của cô thì là Picarom. Đấy. Bây giờ chắc chắn sẽ đẩy bot tinh vi lên. Còn nếu không thì đối thủ đi sau là một thiệt thòi. Chết bon. Tác tìm chu chu. Nhìn cái màu của đối thủ có vẻ như là không có switch hoặc là bot tinh vi rồi. Suy nghĩ lâu vậy là thấy hơi toang toang rồi đấy. Sao mang tít rồi đó, chắc lấy đen nè rồi. Thủ đã mất bot, ok. À, Crobat. Đã có bo tinh vi, không biết có switch chưa, có switch rồi, vậy là tôi sẽ đánh năng lượng vào Picrom, cũng Captain Swell, ok. Dana luôn, cái bài vậy thì Dana đúng rồi, vì không có năng lượng. Nhưng giờ không có năng lượng thì nó mới là hài nè. Có khi không có năng lượng thủ đầu hàng luôn đấy. Bon kiếm gì đấy? Bãi thủ càng ngày càng mỏng và cái tỷ lệ mà không có năng lượng cũng cũng cao đấy. Nó rất cố gắng để có năng lượng nhưng mà hình như không rồi, bài đen quá là đối thủ chịu rồi. Đối thủ mất hai boss. Mani. Cái bất đối thủ chính sẽ dùng supporter. Mình cũng tính reset cái hand này đi. À. Đó xin thông mở. No, 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 no. Cái gì vậy? Hên thế bạn. Bot không nhỉ? Nên bot đi. Nếu như có meta sau sờ thì ok nhỉ. Bây giờ tôi sẽ đến vào là Lucamido, sau đó lên diễn là ok. Đối thủ có thể sẽ đánh năng lượng vào retreat và chẳng lẽ tiếp tục electrify. Cũng ok. Không không không, đối thủ không làm vậy, vậy là có switch trên tay lại Mani. Ủa vậy rồi switch vào Bolton V và Electrify tiếp, mình nghĩ là vậy. Meta số sờ này chắc chắn luôn. Không phải. Lại cái đó xin Hummer, cái gì vậy bạn, lại ngứa nữa.
Bạn hơi hên nha, không nó thuộc không retreat được. Em này đi. Bỏ em cho dân ta đi. À, kèo này mình không cần đâu. Đó, mình return. Không có biết tí, không có năng lượng à? Có mẹ tôi sao sờ rồi. Thế thánh thủ sẽ làm gì trong tên ở đây? À, mình không có switch nha. Và nếu như Alan em tắt tim chua chua để mà đánh mình thì cần phải có switch để retreat chứ không phải bị tê liệt. Thế nó là mà có robot rồi. Retreat. Tập Google đến năng lượng vào hai em ở ban, sau đó đối thủ có thể switch. Ban mình có cái em Luga Medal này rất là áp lực cho đối thủ. Đối thủ đẩy một con ba năng lượng lên đúng không? Mình switch và mình giết một phát, đối thủ mất cái năng lượng luôn. Lấy này đi. Đấy, thì đằng nào mình cũng money mà. Có switch rồi. Đánh nó thủ thôi. Trận đấu diễn ra rất là chậm rãi luôn. Mình không gặp gặp những bom hệ lửa vì mà cái coordinate energy này không phát huy được tác dụng nhiều lắm. Bỏ nhiều thì đôi lúc mình sẽ sử dụng ability của giấy sạch sẽ không bốc ra được, chứ không bốc trúng, dù bốc trúng thì cũng không đính vào được. Hay đẩy nó bắt lên à, gì đó sai nhỉ. Nó xin hâm mờ cái gì nó vậy bạn? À, không ngứa, ok, khá là áp lực đối thủ, ngứa hai lần rồi, rất là lo sợ. Tôi sử dụng Tapu Koko, không dùng vào Pyro mà, Pyro giết phát cho nó vui. Squid rồi. Sẽ làm tê liệt mình nè. Đối thủ mất bao nhiêu năng lượng rồi nhỉ? Một năng lượng. Ai ai lại có xin thăm mờ cái gì nữa vậy bạn? Anh switch. À đối thủ sẽ sử dụng một đòn GX. Mất dây sền rồi. Nguồn nước đi khá là hay chứ. Căng ở đây, căng ở đây. Nó thử có sử dụng mail. Bỏ tinh vi vậy. Nhớ như mình có bot nhỉ. À, bao bot của mình vẫn chưa lên. Không, có mất của bot rồi. Đấy, nó thử vừa tròn đam luôn. Nó thử switch vào ai đây? Bỏ tinh vi. À, giờ là switch nữa à. Mà đi phát đi nhỉ.
Bây giờ mới có boss. Đáng lý phải đẩy cái em đôn lên chứ nhờ. Mình dở thế. Lựa sợ bắt em chu chu lên và giết. Chắc đối thủ khóc luôn. Chắc là Electrify à? Có thể không? Đối thủ mất 2 boss rồi này. Chắc đối bảo đối thủ còn 1 boss. Hai. Mình retreat làm gì? Để thử bắt lên. Quick bone. Có thể sẽ kiếm Andy Squid à? Đến nè, để kiếm Andy Squid. Mình nghĩ là vậy. Nếu có thì tỷ lệ mình thua rất là cao đấy. Squid rồi. À. Mà lần lần nè. Resist stem. Oh. Mình chỉ có 2 lá. 2 lá gì đây? Mình sốt sơ. Không bóc được Jason là mình cũng hơi mệt chuyện đấy. Thế chỉ còn 3 lá thôi. Mình nghĩ đối thủ sẽ hết boss. Nhưng mà đôi lúc khi đối thủ có một Eldegoss thì biết ngay mà trời ơi. Mới nói xong luôn. Rồi, kiểu này mình... Nếu thử có retreat không nhỉ? Nếu thử được retreat ấy, thì thử sẽ làm tay lệ được mình. Đấy, nhưng mà nếu thử retreat bằng switch. À. Thủ có à em luôn. Ok thua. Rồi một đống mình còn 2 prize nhưng mà vẫn không thể lấy được. Cái nước đi sai lầm từ lúc đẩy game kia lên á. Phải đẩy lá đo lên nhỉ. Ừ, đúng là ít cho mấy quà này, vì vậy mình cũng không quen lắm. Ok, và video review và bài Luka Medal and Jason của mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy bài này như thế nào? Từ các cái đồ trâu bộ đến này rất là mạnh và nó cũng rất là khó chịu. Ok. Nếu bạn cảm thấy video này hay có ích thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và bấm chuông nhận thông báo mới nhất những video mình đang đăng kênh hàng ngày nha. Mình sẽ gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.